Tổng số người chết vì COVID-19 tại châu Phi ngày 18 tháng 2 đang tiến đến con số 100.000. Tuy chỉ bằng một phần so với con số tại các lục địa khác, nhưng tỷ lệ tử vong vì COVID ở châu Phi đang tăng nhanh trong lúc làn sóng COVID thứ nhì đang khiến các bệnh viện trở nên quá tải. Lục địa đen báo cáo có khoảng 99.800 người chết so với Bắc Mỹ với hơn nửa triệu và châu Âu gần đạt đến con số 900.000, theo Reuters. Số người chết tăng mạnh tại châu Phi phần lớn đến từ khu vực phía Nam, đặc biệt là tại Nam Phi, chiếm gần một nửa. Nam Phi bị tác hại bởi đợt COVID thứ hai do biến thể lây nhiễm nhiều hơn, làm những khu chữa trị trở nên quá tải. Tổ chức cứu trợ quốc tế Y sĩ Không Biên Giới tháng này kêu gọi phân phối vaccine khẩn cấp tại miền Nam châu Phi để chống lại sự lây lan của biến thể mới, trong lúc hầu hết các nước châu Phi đang đứng sau các nước giàu ở phương Tây trong việc phát động tiêm chủng rộng rãi cho dân chúng.